dội bông kép kinh hoàng vào điểm trúng quần. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận ngày hôm nay gồm có các thông tin đáng chú ý sau đây. Quân đội Nga phá hủy hệ thống phóng HIMARS của Ukraine. Đòn tấn công kép kinh hoàng bằng bom vào căn cứ bí mật của Ukraine. Ukraine chơi sang, lắp lưới thép triệu đô giúp thiết giáp Replay của Mỹ chống UAV. Nga phản ứng với cáo buộc phá hoại Olympic. Thủ tướng Slovakia đưa ra tối hậu thư, Ukraine đứng trước nguy cơ mất nhiên liệu diesel. Nợ công của Mỹ vượt ngưỡng báo động, Nga lên tiếng bình luận. Trung Quốc lại giáng một đòn vào kinh tế của Nga. Sau đây, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của bản tin. Video quân đội Nga phá hủy hệ thống phóng HIMARS của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào thứ Hai ngày 29 tháng 9 vừa qua, một hệ thống phóng rocket đa nòng MLRS M270A1 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy. Thông tin này được đi kèm với đoạn phim ghi lại cảnh tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào vị trí của hệ thống này. Hệ thống M270A1 là phiên bản nâng cấp của HIMARS, có khả năng bắn rụng cả tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS và các loại đạn có độ chính xác cao, đã bị quân đội Nga phát hiện gần làng Novotroyskoye thuộc vùng Kherson, nơi hiện do lực lượng Ukraine kiểm soát. Một máy bay không người lái giám sát đã phát hiện bệ phóng được đánh dấu bằng chữ thập trắng lớn sơn trên đỉnh khi nó di chuyển với tốc độ cao trên đường trước khi lái vào cánh đồng và ẩn mình trong một khu rừng. Các xe bán tải có vẻ như chở đội hộ tống bệ phóng cũng xuất hiện trên đoạn phim. Địa điểm này ngay lập tức bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ hệ thống Iskander-M của Nga. Một vụ nổ lớn và hỏa hoạn bùng lên trong khu vực sau cuộc tấn công. Theo quân đội Nga, có tới 15 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng và M270A1 cùng một xe hậu tống đã bị phá hủy. Quân đội Nga hiện đang tập trung săn lùng các tài sản quân sự có giá trị cao của Ukraine, bao gồm cả hệ thống HIMARS. Trong những tuần gần đây, nhiều hệ thống cùng loại đã bị báo cáo là bị phá hủy, với vị trí bắn và nơi ẩn náu của chúng bị phát hiện bởi máy bay không người lái giám sát sâu phía sau tiền tuyến. Đáng chú ý, các bệ phóng HIMARS từ lâu đã được Kiev quảng bá là một trong những công cụ tầm xa tối ưu để tấn công các tài sản quân sự của Nga, chẳng hạn như sân bay, kho đạn dược và các điểm chỉ huy. Tuy nhiên, những hệ thống này cũng thường xuyên bị cáo buộc sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công bừa bãi vào các cơ sở dân sự sâu trong lãnh thổ của Nga. Cùng ngày, một xe tăng Abrams khác của Ukraine bị phá hủy bởi pháo tự hành Nga tập kích bằng đạn dẫn đường Krasnobol. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, khẩu đội pháo tự hành 2S-19 M-STARS thuộc cánh quân trung tâm đã khai hỏa đạn dẫn đường chính xác cao Krasnobol để phá hủy xe tăng M1A1 SR Abrams của quân đội Ukraine tại mặt trận Adipka thuộc tỉnh Donetsk. Dữ liệu định vị địa lý cho thấy xe tăng Abrams này trúng đạn gần làng Vorchia, cách những khu vực Nga mới tuyên bố kiểm soát khoảng vài km. Trong video do quân đội Nga công bố, chiếc Abrams bị drone Nga phát hiện trong trạng thái nằm nghiêng trên một đoạn hào và chuyển dữ liệu mục tiêu cho pháo binh. Pháo tự hành M-STARS khai hỏa từ vị trí ngụy trang trước khi máy bay không người lái Auckland 30 chiếu xạ laser cho quả đạn Krasnobol lao trúng mục tiêu. Vụ nổ lớn khiến xe tăng Abrams bốc khói, trong đó có cột khói từ trong tháp pháo và khoang động cơ, nhưng chưa rõ mức độ hư hại cụ thể. Vosmoy, chỉ huy khẩu đội pháo tự hành Nga cho hay, chúng tôi đã săn lùng nó từ lâu. Chiếc xe phải tránh những tuyến đường sẵn có và bị xa lầy trong quá trình di chuyển. Toàn bộ tổ lái không kịp rời xe và đã nằm lại ở đó. Việc Nga liên tục phá hủy hệ thống M270A1 và Abrams là một đòn giáng mạnh vào năng lực tấn công của Kiev, đặc biệt là khi những hệ thống này được xem như một trong những vũ khí quan trọng nhất trong kho vũ khí của Ukraine. Sự kiện này đặt ra câu hỏi về khả năng bảo vệ và che giấu các vũ khí quan trọng của Ukraine trước sự giám sát và tấn công không ngừng từ Nga. Liệu Ukraine có thể tìm ra những biện pháp mới để bảo vệ những tài sản chiến lược của mình hay không? Đòn tấn công kép kinh hoàng bằng bom vào căn cứ bí mật của Ukraine. Việc phối hợp hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa các lực lượng khác nhau có tầm quan trọng để tiến hành tấn công các mục tiêu theo thời gian thực. Đòn tấn công kép chính xác bằng bom lượng có điều khiển của không quân Nga vào điểm trú quân bí mật của Ukraine ở vùng Zaporizhia cho thấy hành động phối hợp chặt chẽ giữa tình báo và không quân Nga. Theo trang Topco.ru, một đoạn video xuất hiện trên Internet cho thấy hành động phối hợp của những người điều khiển máy bay không người lái trinh sát và phi hành đoàn máy bay có người lái của lực lượng Nga trong quá trình tiến hành một hoạt động quân sự trên lãnh thổ do chế độ Kiev kiểm soát. Đoạn video cho thấy sự phá hủy điểm triển khai quân tạm thời TDB của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ độc lập số 102 của quân đội Ukraine tại làng Kuleyabon, nơi bị lực lượng Ukraine tạm thời chiếm đóng. Sau khi UAV trinh sát của Nga phát hiện vị trí trú quân bí mật đầu tiên tại ngôi làng,
các phi công thuộc Trung đoàn Không quân tiêm kích bom của Quân đoàn Phòng không Cờ đỏ số 11 từ Viễn Đông đã nhanh chóng xử lý, phá hủy hoàn toàn một phần của tòa nhà bằng bom lượng có điều khiển nặng tới 1.500 kg. Sau đó UAV trinh sát của Nga đã ghi lại hoạt động di chuyển của các nhóm sơ tán, cứu hộ của Ukraine. UAV trinh sát đã theo dõi các chuyển động và xác định vị trí của vị trí trú quân thứ hai của Ukraine. Và tiếp sau đó, một quả bom lượng FPV có điều khiển đánh chính xác phá hủy mục tiêu. Gần đây, các nguồn tin phương Tây và Ukraine bắt đầu nói về việc tập trung các đơn vị chủ lực của quân đội Nga tại khu vực thành phố Bologi, vùng Zaporozhye, có thể tấn công vào Gulyabon trong thời gian tới. Do vậy, quân đội Ukraine đang biến Gulyabon thành một căn cứ quân sự kiên cố để phòng thủ theo hướng này, và đó cũng là mục tiêu tiến công của không quân Nga. Ukraine chây sàn lắp lưới thép triệu đô giúp thiết giáp Replay của Mỹ chống UAV. Trong bối cảnh cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra ở miền đông Ukraine, việc bảo vệ các phương tiện chiến đấu đắt tiền mà phương Tây chuyển giao khỏi sự tấn công của drone trở thành ưu tiên hàng đầu. Đáp ứng nhu cầu cấp bách này, một công ty Ukraine đã bước vào cuộc chơi với một sáng kiến đầy tham vọng. Công ty này sản xuất hàng loạt lưới thép chống drone với mức giá đáng kinh ngạc là 2 triệu USD mỗi chiếc, tương đương với giá trị của chính thiết giáp Replay. Oleksandr Mikronenko, giám đốc tập đoàn thép và khai khoáng Mintivest, ngày 29 tháng 7 nói với Newsweek rằng họ đã thử nghiệm thành công và đưa vào sản xuất hàng loạt mẫu lưới thép có thiết kế trượt dành cho xe chiến đấu bộ binh M2 Replay đang được quân đội Ukraine sử dụng ở mặt trận phía đông. Mẫu lưới thép này được tập đoàn Mintivest chế tạo trong khuôn khổ sáng kiến Steelfront, trong đó các doanh nghiệp của tỷ phú ngành thép Rinat Akhmetov hợp tác với nhau để sản xuất trang thiết bị hỗ trợ quân đội Ukraine. Mintivest trước đó chế tạo một mẫu lưới thép đặc biệt để lắp trên xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams và các khí tài khác của lực lượng vũ trang Ukraine. Mẫu lưới thép này có tác dụng bảo vệ chúng khỏi thiết bị bay không người lái drone tự sát. Loại drone này có thể khiến xe tăng Abrams bị hư hại một phần, thậm chí vô hiệu hóa khả năng di chuyển của nó, khiến chiếc xe trở thành mồi ngon cho các đòn đánh bồi bằng drone, tên lửa chống tăng hoặc đạn pháo. Drone hiện là mối đe dọa lớn nhất với xe tăng và các loại thiết giáp khác của quân đội Ukraine, Mikronenko nói. Ông cho biết lưới thép lắp trên xe tăng Abrams đã hoạt động tốt khi thực chiến, giúp bảo vệ cả kiếp lái và chiếc xe. Thêm rằng mẫu lưới dành cho thiết giáp Replay là sản phẩm chỉnh sửa từ phiên bản trên xe tăng Abrams. Sự nâng cấp về năng lực phòng thủ này rõ ràng có thể mang lại lợi ích cho xe tăng M2 Replay, do nó cũng dễ bị tổn thương trước drone, giám đốc Mintivest cho hay. Ông nhấn mạnh thiết kế lưới thép chống drone cho thiết giáp Replay phức tạp hơn so với các phiên bản trước đó. Loại xe này đòi hỏi cấu trúc lưới di động đặc biệt, cần phải được thiết kế lại để có thể lắp ráp vào nóc hoặc sườn xe tùy thuộc tình huống chiến đấu, Mironenko nói. Lưới thép cho xe Replay có giá 2 triệu USD một chiếc, tương đương giá của cả chiếc thiết giáp, theo số liệu của CBS. Không rõ phiên bản dành cho xe tăng Abrams có giá bao nhiêu. Được biết, Mỹ đã chuyển giao 31 xe tăng Abrams và hơn 300 thiết giáp Replay cho Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột, chủ yếu được biên chế cho Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47, đơn vị đang chiến đấu ở các điểm nóng nhất tại mặt trận miền đông Donetsk. Các khí tài này là mục tiêu hàng đầu của drone tự sát Nga. Theo báo cáo tổng hợp của Lostambor, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Nga, ít nhất 13 xe tăng Abrams và hàng chục thiết giáp Replay của Ukraine đã bị phá hủy trên chiến trường. Việc phát triển và sản xuất lưới thép chống drone của Mintivest cho thấy sự sáng tạo và nỗ lực của Ukraine trong việc bảo vệ lực lượng và thiết bị quân sự đắt tiền của mình trước các mối đe dọa từ drone. Điều này không chỉ nâng cao khả năng phòng thủ của quân đội Ukraine mà còn thể hiện sự hợp tác hiệu quả giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên, chi phí sản xuất một chiếc lưới thép chống drone tương đương với giá trị của một chiếc xe thiết giáp Replay là một con số đáng kinh ngạc, đặt ra câu hỏi về hiệu quả kinh tế việc này. Theo giới phân tích, việc tìm kiếm các giải pháp bảo vệ hiệu quả hơn với chi phí thấp hơn mới là một yếu tố quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài này. Nga phản ứng với cáo buộc phá hoại Olympic. Mạng lưới đường sắt Pháp bị phá hoại hàng loạt hôm 26 tháng 7, ngay sát giờ khai mạc Olympic Paris 2024, gây ra hỗn loạn giao thông và để lộ lỗ hổng an ninh của nước chủ nhà. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin ngày 27 tháng 7 nói rằng ông không loại trừ sự liên quan từ nước ngoài trong vụ tấn công. Một số hãng truyền thông phương Tây còn đồn đoán Nga hoặc các nhà hoạt động cánh tả Pháp đứng sau sự việc. Theo văn phòng công tố Paris, một người đàn ông Nga 40 tuổi đã bị bắt giữ 3 ngày trước khi Thế vận hội khai mạc. Văn phòng này đã nói với NBC News của Mỹ rằng vụ việc làm dấy lên lo ngại về ý định tổ chức các vụ việc có khả năng gây mất ổn định trong Thế vận hội Olympic của người này. Các nhà chức trách Pháp cũng báo cáo vào thứ Hai rằng một số mạng cáp quang đã bị phá hoại trên khắp cả nước,
Khi được hỏi về vụ việc này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ báo cáo về cáo buộc Nga có liên quan đến các cuộc tấn công gần đây vào cơ sở hạ tầng của Pháp trong Thế vận hội Olympic là những cáo buộc vô căn cứ và giả mạo. Ông Peskov nói rằng, thực tế là có nhiều cơ quan truyền thông cấp thấp, thậm chí là những tờ báo có uy tín, gần đây đã không kiêng nể bất cứ điều gì để đổ lỗi cho Nga về mọi chuyện đang xảy ra. Ông nói thêm rằng, các báo cáo không có bằng chứng sẽ không làm giảm uy tín của các cơ quan truyền thông như là những nguồn thông tin đáng tin cậy. Trong khi đó, các kênh truyền hình và dịch vụ phát trực tuyến của Nga không phát sóng Thế vận hội năm nay do phán quyết của Ủy ban Olympic Quốc tế về sự tham gia của các vận động viên Nga và Belarus. Mặc dù ban đầu cấm họ tham gia, nhưng sau đó cơ quan quốc tế này đã phán quyết rằng một số lượng cá nhân hạn chế từ hai quốc gia này có thể tham gia Thế vận hội dưới lá cờ trung lập. Chỉ có 36 vận động viên Nga được cho là đã chấp thuận, nhưng 20 người đã từ chối tham gia với lý do là các điều kiện được đưa ra là sự sỉ nhục. Thế vận hội mùa hè Paris là sự kiện đầu tiên sau 40 năm bị Nga tẩy chay. Trước đó Liên Xô đã phớt lờ Thế vận hội mùa hè vào năm 1984 tại Los Angeles với lý do chính trị. Thủ tướng Slovakia đưa ra tối hậu thư, Ukraine đứng trước nguy cơ mất nhiên liệu diesel. Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã gửi lời đe dọa nghiêm trọng tới Ukraine trong cuộc gặp gỡ với đại sứ Ukraine tại Slovakia Miroslav Kastan. Ông Fico cảnh báo rằng Slovakia sẽ ngừng cung cấp nhiên liệu diesel cho Ukraine nếu Kiev không khôi phục lại hoạt động vận chuyển dầu của công ty Lukoil của Nga. Trong cuộc thảo luận, Thủ tướng Fico nhấn mạnh rằng vấn đề xuất khẩu dầu của Lukoil đã được bàn bạc kỹ lưỡng với đại sứ Kastan. Ông nhấn mạnh rằng nếu việc vận chuyển dầu của Nga qua Ukraine không sớm được nối lại, các công ty lọc dầu của Slovakia sẽ ngừng cung cấp nhiên liệu diesel cho Ukraine. Điều này đặc biệt nghiêm trọng khi nguồn nhiên liệu từ Slovakia hiện chỉ đáp ứng được 1/10 nhu cầu tiêu thụ của Ukraine, theo các báo cáo. Thủ tướng Fico cũng giải thích rằng việc khôi phục nguồn cung cấp dầu của Nga liên quan đến một quyết định mang tính kỹ thuật, đòi hỏi sự phối hợp từ nhiều quốc gia cùng một lúc. Ông Fico cho rằng nếu Liên minh châu Âu muốn thoát khỏi sự ảnh hưởng hoàn toàn của Mỹ thì họ phải cân nhắc đến việc hợp tác với Liên bang Nga, đặc biệt trong lĩnh vực nguyên liệu thô chiến lược. Đây là quan điểm đi ngược lại với lập trường của nhiều quốc gia trong EU. Hungary và Slovakia là hai quốc gia được hưởng ngoại lệ trong lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga mà Liên minh châu Âu đã áp đặt sau khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng nổ. Tuy nhiên, gần đây Kiev đã ra lệnh dừng quá cảnh các sản phẩm dầu của công ty dầu mỏ Lukoil qua đường ống dẫn dầu Drupa. Động thái này đã khiến Hungary và Slovakia tuyên bố rằng quyết định của Kiev đe dọa nghiêm trọng đến an ninh năng lượng của họ. Động thái của Slovakia có thể được xem là một hành động chiến lược nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, nhưng đồng thời nó cũng phản ánh một sự rạn nứt trong sự đoàn kết của Liên minh châu Âu. Việc Hungary và Slovakia được hưởng ngoại lệ trong lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga đã tạo ra những tiền lệ khác nhau trong chính sách năng lượng của EU, gây ra những bất đồng trong khối. Thật kỳ lạ là khi một quốc gia có tham vọng gia nhập EU lại gây nguy hiểm cho nguồn cung cấp năng lượng của hai quốc gia thành viên EU khác, đặc biệt là vào mùa hè khi mức tiêu thụ năng lượng lên đến đỉnh điểm, nhưng nó lại làm nổi bật sự phức tạp và bất ổn trong quan hệ giữa các quốc gia Đông Âu. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây có thể là điều mà Hoa Kỳ đang mong muốn. Nợ công của Mỹ vượt ngưỡng báo động, Nga lên tiếng bình luận. Dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ công bố vào ngày 29 tháng 7 cho thấy tổng nợ công của chính phủ liên bang lần đầu tiên vượt ngưỡng 35.000 tỷ USD. Hãng tin RT hôm 29 tháng 7 dẫn tuyên bố từ Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ Jody Arrington kêu gọi chính phủ Mỹ cần tiến hành thêm các biện pháp tài chính và chi tiêu có trách nhiệm hơn nhằm hạ nhiệt bong bóng nợ công quốc gia đang phình lên nhanh chóng. Ông Arrington nói, ngày hôm nay chúng ta đứng trước một ngưỡng báo động khác về tình trạng thâm hụt tài chính tại quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng nhất trong lịch sử. Đồng thời, ông bày tỏ hy vọng đảng Cộng Hòa có thể bằng cách nào đó cải thiện tình hình nếu Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Tôi tin rằng sự lãnh đạo của đảng Cộng Hòa vào năm 2025 là hy vọng cuối cùng của chúng ta để khôi phục trách nhiệm tài chính trước khi quá muộn. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm của Mỹ, Maya Mangionias, chỉ trích việc vay nợ vẫn tiếp tục diễn ra, liều lĩnh và không hề thuyên giảm. Tuy nhiên, bất chấp mọi rủi ro và dấu hiệu cảnh báo, những hồi chuông báo động này dường như không được lắng nghe. Những năm bầu cử không thể là ngoại lệ khi cố gắng ngăn chặn các mối nguy hiểm hoàn toàn có thể lường trước được, và nợ nần là một trong những mối nguy hiểm lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt. Vào cuối tháng 12 năm 2023, nợ quốc gia của Mỹ đã vượt quá mốc 34.000 tỷ USD. Trước đó 3 tháng, nợ công của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã chạm mốc lịch sử khi vượt quá mức 33.000 tỷ USD.
Theo tính toán của Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ, nợ công quốc gia Mỹ hiện tương đương 104.497 USD một người hay 266.275 USD một hộ gia đình. Trong vòng 12 tháng tới, nợ công quốc gia Mỹ có thể tăng thêm 2.350 tỷ USD, tương đương mức tăng 74.401 USD một giây. Tháng trước, Quỹ tiền tệ thế giới IMF đã lên tiếng chỉ trích chính sách tài chính của Mỹ và cảnh báo thâm hụt ngân sách và tỷ lệ nợ công của Mỹ đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu cần được giải quyết khẩn cấp. Cùng ngày bình luận về thông tin nợ quốc gia của Mỹ chạm mức cao nhất trong lịch sử, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên trang Telegram rằng sự phá sản tài chính của Mỹ kết hợp với tình trạng suy thoái của châu Âu biến mọi cuộc thảo luận về việc chủ nghĩa phương Tây đóng vai trò là nền tảng duy nhất đối với đường hướng của Nga trở thành điều kỳ cục. Trung Quốc lại giáng một đòn vào kinh tế của Nga. Các ngân hàng Trung Quốc đã thắt chặt các hạn chế đối với các khoản thanh toán từ Nga khi các lệnh trừng phạt liên quan đến chiến sự Ukraine đang đe dọa đến thương mại giữa hai nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin tán thưởng sự gia tăng thương mại giữa Moscow và Bắc Kinh, nhưng các doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng tỏ ra lo ngại về việc vi phạm lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ dẫn đến những hậu quả không thể lường trước. Theo truyền thông của Nga, các hạn chế của các ngân hàng Trung Quốc đã gia tăng kể từ tháng 12 năm 2023, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ban hành lệnh hành pháp nhằm chặn các tổ chức Trung Quốc tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ nếu họ tham gia vào các hoạt động thương mại liên quan đến ngành công nghiệp quân sự của Nga. Tháng trước, chi nhánh tại Nga của ngân hàng Trung Quốc đã ngừng xử lý các khoản thanh toán bằng nhân dân tệ với các ngân hàng Nga bị trừng phạt. Ngân hàng CITIC Trung Quốc và hầu hết các ngân hàng khác của Trung Quốc đều đã có động thái tương tự. Tờ báo kinh doanh Commerzbank của Nga đưa tin vào ngày 29 tháng 7 rằng các công ty Nga đang gặp nhiều trở ngại trong việc thanh toán xuyên biên giới bằng đồng nội tệ Trung Quốc. Tờ báo cho biết khoảng 80% các khoản thanh toán bằng đồng nhân dân tệ đang được hoàn lại cho Nga và quá trình chuyển tiền có thể kéo dài trong vài tuần rồi bị hủy mà không có lý do. Trả lời phỏng vấn Commerzbank, ông Alexei Sapochnikov, đối tác quản lý của công ty tư vấn Sapochnikov ở Partners, cho hay các ngân hàng không yêu cầu bất cứ điều gì. Số tiền cho giao dịch chỉ đơn giản là nằm trong các tài khoản liên kết trong tối đa 40 ngày, rồi sau đó bị trả lại. Điều này buộc các công ty Nga phải nhờ đến các bên trung gian hoặc công ty giao dịch, không chỉ xử lý thanh toán mà còn vận chuyển hàng hóa. Mặc dù điều này làm tăng chi phí giao dịch lên tới 10%. Ông Pavel Parnasadov, một luật sư người Nga, cung cấp hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp Nga tại Trung Quốc và khu vực rộng lớn hơn, nói với Newsweek rằng vấn đề chính trong thanh toán giữa các công ty Trung Quốc và Nga là tính không thể đoán trước. Các lệnh trừng phạt làm gián đoạn hoạt động thương mại thông thường. Bất kỳ doanh nghiệp Trung Quốc nào cũng không thể chắc chắn rằng khoản thanh toán từ Nga sẽ được thực hiện trong thời gian nhất định hoặc theo các điều khoản và điều kiện đã được thỏa thuận trước đó. Theo ông Pasanov, vẫn có một vài cách để nhận thanh toán từ Nga bằng đồng nhân dân tệ hoặc là đồng rúp. Ví dụ một công ty Trung Quốc có thể mở tài khoản ngân hàng tại ngân hàng VTB Thượng Hải, là ngân hàng con của ngân hàng VTB Nga tại Trung Quốc. Một lựa chọn khác là sử dụng các ngân hàng nông thôn Trung Quốc tương đối nhỏ gần biên giới Nga-Trung, nơi ít quan tâm đến thương mại Mỹ-Trung và chủ yếu dựa vào khách hàng trong kinh doanh xuyên biên giới. Ông Basanov nhận định, ngay cả khi tất cả các ngân hàng Trung Quốc ngừng xử lý mọi khoản thanh toán với Nga, các công ty Nga và Trung Quốc vẫn sẽ tìm ra cách để kinh doanh. Nhưng kết quả là, trước sự bất ổn này, các phương thức thanh toán mới sẽ làm tăng chi phí giao dịch và khiến hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trở nên đắt đỏ hơn đối với thị trường của Nga. Ông Oleg Usakov, nhà sáng lập công ty luật Sagrada Legal của Nga, nói với tờ Kommersant rằng vấn đề thanh toán xuyên biên giới một ngày nào đó có thể được giải quyết thông qua tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử. Tuy nhiên, hiện tại do tài sản kỹ thuật số yêu cầu các bên đối tác nước ngoài phải đăng ký trên nền tảng của Nga, nên những tài sản này có nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp. Nga và Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục 240 tỷ USD trong thương mại hai chiều vào năm ngoái, tăng 26,3% so với năm 2022. Các quan chức cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người đồng cấp dưới quyền Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết quan hệ song phương đang ở mức tốt nhất từ trước tới nay, một sự gần gũi được thúc đẩy bởi các lợi ích chiến lược chung. Tuy nhiên, các nhà giao dịch ở cả hai nước vẫn phải đối mặt với những rủi ro đáng kể. Đối với các tổ chức tài chính của Trung Quốc, đặc biệt là những tổ chức có cổ phần lớn bằng USD và Euro, đó là khả năng bị phương Tây trừng phạt thứ cấp. Đối với các nhà nhập khẩu của Nga, đó là nhận thức rằng các khoản thanh toán của họ có thể bị từ chối bất cứ lúc nào. Quý khán thính giả thân mến, các bản tin bình luận hôm nay của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Nếu quý vị có các góc nhìn và quan điểm khác,
xin hãy để lại lời nhắn bên dưới video và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo quý vị nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.